Bảng thành phần của kem bôi da thần mộc chính hãng có gì? Để có một tuyết kem bôi da từ dược liệu hiệu quả, Hòa Bình Phạc Ma đã tâm huyết nghiên cứu công thức, thử nghiệm trong nhiều năm để kết hợp thành công các loại thảo dược quý. Xuyên tâm liên có tác dụng làm dịu mẩn ngứa, mụn nhọt, kháng viêm rất tốt. Hoàng liên kháng khuẩn, tiêu viêm, lặn mề đay, giải độc, thanh nhiệt. Liễu trắng chứa 53-65% salicylat tự nhiên, cung cấp hàm lượng axit salicylic cao, giúp giảm viêm, mẩn đỏ, kích ứng và kháng khuẩn hiệu quả. Keo ong giúp kháng khuẩn, chống oxy hóa, làm dịu, làm lành thương tổn, tăng sinh và biến hóa các tế bào sừng. Hạt na ổn định cân bằng nội môi của da, giảm sự nhạy cảm da tức thời, giảm ngứa, giảm đỏ, giảm cảm giác căng da, cải thiện hình thức da. Roi biển, hoạt chất chống viêm mạnh mẽ. Đặc biệt là sản phẩm kem bôi da thuần mộc chính hãng không chứa corticoid, gây bào mòn da, không gây kích ứng, không tác dụng phụ, an toàn cho làn da của trẻ sơ sinh. Sản phẩm mang đến hiệu quả chỉ sau 2-3 lần bôi, mẹ có thể hoàn toàn yên tâm bôi cho bé nhé. Lê Thanh Nga, giúp bạn cải thiện sức khỏe mỗi ngày.